Xin chào quý vị và các bạn. Hôm nay chúng tôi sẽ hướng dẫn tập bài quyền tai cư cư Sanran. Hôm trước chúng ta đã tập bài tai cư cư Sodan và tai cư cư Nidan. Nhưng mà do bận quá nên hôm nay tôi mới hướng dẫn được tiếp. Chúng ta bắt đầu xem nhé. Tạm dừng nhé. Tai cư cư Sanran. Bây giờ tôi sẽ hướng dẫn chậm và nhẹ nhàng để chúng ta hiểu được cái bài quyền và cách tập nhé. Đầu tiên chúng ta bước chân trái ra tấn cô cút xua chi, chúng ta đỡ trong ra. Đó, mắt hướng theo cái đòn đỡ của mình, nhẹ nhàng như thế này, nhẹ nhàng như thế này. Sau đó chúng ta bước chân phải lên tấn chen cút xua chi, chúng ta thực hiện đòn đấm thuận trung đẳng. Đưa chân phải từ trước ra sau, ta đưa chân phải từ trước ra sau. Cô cút xua chi, đỡ trong ra. Đó, chúng ta nhìn lại nhé. Với những người chưa tập này, đỡ trong ra. Sau đó chúng ta di chuyển chân trái lên, chân trái cút xua chi. Đấm trung đẳng, đấm thuận. Sau đó chúng ta bước nhìn mặt về phía trước này. Tay chân chúng ta cùng một nhịp, đạp hạ đẳng. Và tiến lên ba đầu đấm. 1, 2, 3. Đó, cái đòn thứ ba. Đòn thứ ba lúc nãy chúng ta xem quyền chúng ta thấy đòn thứ ba là chúng ta phải hét lên. Đó. Thì sau khi đòn thứ ba kết thúc, chúng ta sẽ đưa chân trái ra sau, rê sang một góc vuông để chúng ta quay lại thành tấn cô cút xua chi, đỡ trong ra và tiến lên chân phải lên tấn chen cút xua chi, đấm trung đẳng thuận, đấm thuận. Sau đó chúng ta đưa chân trái, xin lỗi, chân phải từ trước ra sau, chúng ta quay lại thành tấn cô cút xua chi, đỡ trong ra và tiến lên đấm trung đẳng ozoki. À, như vậy là tạm thời như thế là nó được một nửa rồi. Bây giờ chúng ta quay về, chúng ta quay về, chúng ta quay về cái hướng mà chúng ta đi lên á, chúng ta quay về đấy, chúng ta đạp cái namarai và thực hiện ba đòn đấm. Đòn thứ ba hét lên tấn chen cút xua chi, 1, 2, 3, ta bước sang đây, chúng ta đỡ trong ra, tấn cô cút xua chi. Em nói những nghĩa đấy, em nói người ta sẽ nghe rõ hơn. Nói đi. Đỡ tấn cô cút xua, đỡ chi kê trong ra, cô cút xua chi. Đấy. Và tiếp theo sẽ tấn chen cút xua chi, đấm đấm ozuke, đấm thuận, đấm thuận chân phải tấn chen. Sau đó chúng ta đưa chân phải ra sau, chúng ta đỡ tấn cô cút xua, đỡ trong ra cô cút xua chi. Sau đó ta tiến lên, chúng ta đấm thuận ozuki, ozuki tấn chen cút xua chi. Sau đó chúng ta rút về bi bi và chúng ta nghiêm nghiêm chào chào để kết thúc bài quyền. Sau đó chúng ta ra bi tấn tấn. Như vậy là chúng ta đã xem xong bài quyền tai cư cư Sanran. Quý vị và các bạn hãy đăng ký kênh để theo dõi nhiều video về nhiều lĩnh vực khác nhau của chúng tôi. Có gì chưa hiểu chúng ta hãy comment bình luận ở dưới mỗi video. Và cảm ơn, hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào những video tiếp theo. Xin chào tạm biệt quý vị và các bạn. Đấy.